nói lên đầy đủ ý nghĩa và những giá trị của ngày thứ sáu tuần thánh diễn tả lại cuộc thương khó và sau các phục vụ của hội thánh là đến việc đóng đánh ngắm tán xác Chúa Giêsu. Xin hết lòng cảm ơn quý bà hồ chúng ta nhớ 6:15. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.